Xin chào các bạn, hiện nay mình đang có mặt tại số nhà 63 ở Hồng Bàng, Hải Phòng. Và đây là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ từ thời 75 được ông bà để lại. Và hôm nay mình sẽ đi khảo sát cái không gian này, cái ngôi nhà cấp 4 này để tiến hành đưa xốp dán tường 3D vào sử dụng cho căn nhà này. Và chúng ta hãy cùng tiến sâu vào trong căn phòng căn nhà này nhé các bạn nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy thì căn nhà cấp 4 cũ kỹ ngày xưa được chát bằng vôi ve, nó rất là ẩm mốc và bây giờ bong chóc thì gần như là hết cả căn nhà luôn nhé các bạn nhé. Và điều đầu tiên để các bạn có thể thi công được xốp dán tường thì các bạn cần phải khảo sát mặt bằng địa hình cái bức tường nó như thế nào, có cần keo hay là cần dàn ráo hay là các thứ liên quan để các bạn có thể chuẩn bị một cách chi tiết để khi các bạn thi công không phải mất nhiều thời gian với nó nhé các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ, thì bức tường nó rất là siêu ẩm mốc với vôi ve này, vôi ve cũ kỹ ngày xưa bây giờ đã bị bong chóc hết nhé các bạn nhé. Và đây là những cái bước mà những anh thợ đang còn khảo sát để thi công những cái tấm, những cái bức tường nó rất là cũ kỹ. Đấy, và cái không gian này sẽ được lột xác hoàn hảo với xốp dán tường 3D giả gạch màu xanh. Và mình sẽ review cho các bạn thêm một cái video sau video này về cái không gian được ở bên trang 9.3D hoàn thành cái công trình này nhé các bạn nhé. Và các bạn hãy đừng quên đăng ký và bấm chuông kênh YouTube của trang 9.3D để bạn là người đầu tiên nhận những video mới nhất và những báo giá mới nhất khi chúng tôi cập nhật lên video về lên kênh trang 9.3D nhé các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ, tường nó rất là siêu ẩm mốc luôn và được trang trí nội thất 3D xử lý một cách triệt để. Đối với những cái bức tường, đối với những cái không gian nhà cấp 4 cũ kỹ như thế này thì không còn cách nào khác là các bạn nên sử dụng xốp dán tường 3D nhé các bạn nhé. Mọi vấn đề cần tư vấn thì các bạn hãy liên hệ ngay đến bên hotline 0972584331 để được nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn cho các bạn. Và các bạn có thể nhận được những bản thiết kế miễn phí từ trang trí nội thất 3D nhé các bạn nhé. Các bạn hãy đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chuông để nhận ngay những cái báo giá và những video mới nhất khi chúng tôi đăng tải và phát trực tiếp lên kênh YouTube của trang trí nội thất 3D nhé các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy đó, những bức tường siêu ẩm mốc này. Và tôi sẽ tiếp tục review một cái video về hoàn thiện cái căn phòng này, cái không gian này sau cái video này, nên các bạn hãy chú ý theo dõi những video tiếp theo của trang trí nội thất 3D để các bạn có thể nhìn thấy được những vẻ đẹp của nó. Và đây, đây là trần, trần cũng sẽ được chúng tôi trùng tu lại. Và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Này quẹt keo gì cái con chó à? Keo xịt đấy. Keo xịt. Đây. Mất rồi một con dao ấy kéo. Cái gì? Con cho lấy con dao.